Thông tin về ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình Trịnh Thăng Bình, sinh ngày 30 tháng 4 năm 1988. Tại thành phố Hồ Chí Minh là một ca sĩ Việt Nam, năm 2006, nam ca sĩ gia nhập nhóm La Thăng. Cùng hai thành viên Minh Tuấn, Việt Hải, năm 2008 anh tách nhóm và phát triển sự nghiệp hát. Sau lâu Trịnh Thăng Bình ra mắt album đầu tay mang chính tên mình để khẳng định lối đi riêng cũng như vai trò sáng tác nhạc. Năm 2011, nam ca sĩ phát hành album thứ hai Summer Love với nhiều hit được bạn trẻ yêu mến như lời chưa nói, đã biết sẽ có ngày hôm qua, đã lâu không gặp năm. 2013 anh phát hành ca khúc hit người ấy, ngoài ca hát Trịnh Thăng Bình còn tham gia đóng phim. Như, có lẽ nào ta yêu nhau, anh em sinh đôi, lốc bà người đẹp, tam nam vận phú, hiện tại anh là giám đốc công ty cổ phần B Pro Entertainment, chuyên sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện. Thông tin thêm Wiki Trịnh Thăng Bình Trịnh Thăng Bình thông tin nghệ sĩ tên khai sinh Trịnh Thăng Bình sinh 30 tháng 4 1988, 29 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nghề nghiệp ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc. Trịnh Thăng Bình sinh ngày 30 tháng 4 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh là một ca sĩ diễn viên và là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng việt nam